Chào mừng quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi Kiyanaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Vâng, đó đúng là một điều thực sự tuyệt vời. Và với sức nóng của sân, chắc là chỉ có các đội đến làm khách ở đây có thể hiểu rõ nhất khi họ phải đối đầu với một lượng cổ động viên lớn và ở rất gần với các cầu thủ. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Trước những trận cầu lớn, trọng tài luôn là tâm điểm chú ý. Và đúng là như vậy, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi của trọng tài đôi khi cũng phá hỏng một trận cầu hấp dẫn. Hiệp 1 đã được bắt đầu. Danny Welbeck, các cầu thủ phạm lỗi. Mọi thứ đã qua đi. Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương. Lúc sau phạm lỗi. Trọng tài đã có những nhắc nhở với cầu thủ phạm lỗi. Theo tôi thì tình huống quả bóng này hoàn toàn xứng đáng và nhận một chiếc thẻ vàng. Rất tốt, đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Lúc sau McTominay. Lúc sau Danny Welbeck, đường truyền rất sáng tạo. Đôi. Casemiro đi bóng rất sung manh. Phát triển bóng ra bên phía cánh phải. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Pha bọc lót cho nhau rất chắc chắn. Rất nguy hiểm. Qua rồi, khó khăn đã qua rồi, nguy hiểm. Bóng đã ra ngoài sân. Vẫn tiếp tục đi bóng. Lỗi rồi. Trọng tài đã có những nhắc nhở với cầu thủ phạm lỗi. Theo tôi thì tình huống quả bóng này hoàn toàn xứng đáng và nhận một chiếc thẻ vàng.
được dồn tất cả vào pha bóng vừa rồi. Là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không. Nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ. Có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Lúc sau Bruno Fernandes hợp lý. Nhìn cái cách mà các cầu thủ tấn công di chuyển chạy chỗ đang tạo ra những xáo trộn nhất định cho hệ thống phòng ngự có số đông cầu thủ. Đường chuyền và pha bóng rất tốt. Lewis Dunn. Cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải. Mọi thứ đã qua đi. McTominay, Casemiro. Mọi thứ đã qua đi. Tiếp tục đi bóng. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Rất tốt. Đó là một đường chuyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Cắt bóng rất hay. Dứt điểm. Danny Welbeck. Lỗi rồi. Chỉ là một lời cảnh cáo. Có lẽ trọng tài nên rút ra một chiếc thẻ vàng với pha phạm lỗi này. Một bàn thắng có thể làm hài lòng cả những người khó tính nhất và hoàn toàn được chấm điểm 10. Và chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Cực kỳ khôn ngoan, đọc tình huống tốt và lạnh lùng trong dứt điểm. Thật tuyệt vời với phong độ thi đấu xuất sắc của mình, anh ấy đã có 2 bàn thắng trong trận đấu này. Và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút.
Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu. Casemiro. Diego Dalot. Casemiro. Martominay. Rất tiếc là bóng đã đi không chính xác. Pha phối hợp xứng đáng là một trong những pha phối hợp hình mẫu quá hay. Sẽ có sự thay đổi người. Varane. Casemiro. Varane. Casemiro. Đi bóng rất sung manh. Martial. Rashford. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Sẽ có một tình huống ném biên. Diego Dalot. Trả bóng rất nhanh. Qua rồi. Khó khăn đã qua rồi. Quá hay. Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương. Rashford rất gọn gàng. Đi bóng rất sung manh. Một tình huống phạm lỗi nữa. Chỉ là một lời cảnh cáo. Có lẽ trọng tài nên rút ra một chiếc thẻ vàng với pha phạm lỗi này. Một cú sút. Qua rồi. Khó khăn đã qua rồi. Martominay. Martominay. Rất thoáng. Những nguy hiểm đã qua đi. Casemiro. Diego Dalot. Casemiro. Phòng thủ rất tốt. Tình huống pha bóng thiếu dứt khoát. Rashford. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Martominay. Mọi thứ đã qua đi. Casemiro. Vẫn tiếp tục đi bóng. Rất tốt. Rất nguy hiểm. Martominay. Casemiro. Phút thứ 76 của trận đấu. Rất thoáng. Và như vậy là huấn luyện viên quyết định tung ra sân một cầu thủ mới. Đi bóng rất sung manh. Cái cách mà các cầu thủ tấn công di chuyển chạy chỗ đang tạo ra những xáo trộn nhất định cho hệ thống phòng ngự có số đông cầu thủ.
Danny Welbeck rất thoáng, quá hay. Phá bóng rất tốt, cú treo bóng qua rồi, khó khăn đã qua rồi, cắt bóng rất hay, tình huống che chắn tốt. Danny Welbeck Marco bên này. Như vậy sẽ có 2 phút bù giờ. Họ xử lý tốt, rất tốt. Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Và lúc này thì trọng tài chính Hà Nội còi kết thúc trận đấu.